Xin chào mọi người, đối với giày Tây Nam, chắc hẳn nhiều bạn cũng thắc mắc là tại sao có nhiều loại giày, giá tới 6 triệu đồng, thậm chí đến 20 triệu đồng, có nên mua thử hay không? Để giải đáp câu hỏi này, hôm nay, giày Quy Hoàng, VN sẽ tiến hành cắt đôi giày da nam thủ công cao cấp, giá niêm yết 6 triệu đồng để xem bên trong có những ưu điểm gì vượt trội so với sản phẩm khác. Tại giày Quy Hoàng.vn, sản phẩm giày da nam thủ công cao cấp có giá niêm yết 6 triệu đồng, được sở hữu lớp da bê con trưởng thành, nhập khẩu từ vùng núi tuyết nước Italy. Vì vậy, bề mặt da có lỗ chân lồng rất nhỏ, cảm giác mịn và đẹp. Cùng với phương pháp khâu đế Good Gelatin tốt nhất thế giới, đem lại sự bền bỉ và êm ái khác biệt hơn, cùng khả năng chống thấm nước ở đế tuyệt đối. Đế dưới cùng làm từ da bò hoặc là đế cao su. Sau đây, mình sẽ tiến hành cắt đôi một đôi giày mẫu để khám phá chi tiết bên trong có gì nhé. Sau một tiếng vật lộn với đôi giày bằng dao cắt giấy, thì mình cũng cắt được ra làm đôi như thế này. Thấy được tất cả các chi tiết bên trong đôi giày. Nào, chúng ta hãy khám phá ngay thôi. Đầu tiên là miếng lót đế giày được làm từ da bò cao cấp. Bên dưới là lớp mút đặc có độ đàn hồi rất cao, hỗ trợ tạo êm ái cho gót chân. Để tháo được các chi tiết tiếp theo, mình sẽ cắt từ phần gót đế trước. Đây là miếng da bò nhằm tạo vẻ đẹp sang trọng cho mặt đế và giữ cho lớp cao su chống trượt bền hơn. Ngoài dán keo giày cao cấp, công ty còn đóng thêm đinh cho đế giày bền hơn. Tiếp theo, mình tháo lớp cao su chống trượt ở phần gót giày. Cao su dày và đặc, chịu mài mòn và ma sát rất tốt. Kế đến là các lớp da hoặc cao su được xếp chồng lên nhau, tạo độ đàn hồi và tăng chiều cao cho đôi giày, tạo nét thủ công hơn. Đặc
biệt với các khâu đế gút như Velvet thì lớp lót trong da bò rất dày nhằm tạo sự thoải mái và êm chân hơn khi đi lâu. Tại giày quyvàng.vn, đôi giày nào cũng có một thanh sắt ở trong đế để giữ dáng đế giày không bị gãy khi đi, giữ dáng dài luôn đẹp như ban đầu. Tiếp tục, chúng ta tháo phần chỉ khâu quốc dư về tịch. Công nghệ khâu 2 lần ở các lớp đế. Mình sẽ tháo phần chỉ thứ 2 xong, sẽ tháo tiếp lớp chỉ thứ nhất bên trong. Sợi chỉ khâu to, bền bỉ, chắc chắn và chống chịu nước, mài mòn rất tốt. Đây là lớp bần gỗ có tác dụng hút ẩm cực tốt, giảm thiểu mùi hôi, nhẹ khi đi có độ êm, còn giúp định hình khuôn chân của mỗi người trong chính đôi giày đó, giúp người đi êm chân, thoải mái hơn khi mang giày lâu. Dưới lớp bần còn một tấm da định hình tạo dáng mặt của giày bò không đẹp, sang trọng hơn. Lớp đế giữa và ngoài bằng lớp da bò cao cấp rất dày. Lúc đầu đi hơi cứng nhưng khi đi nhiều da sẽ co giãn, tạo cảm giác ôm êm chân hơn so với đế cao su. Tiếp theo mình sẽ dùng dao cắt sợi chỉ để tách lớp nhũ da và phần ngủ trên. Với cái khâu này giúp giảm thiểu sự thấm nước từ mặt đất vào trong giày và dễ dàng thay đế khi bị mòn.
lớp nhựa cũng là dùng da bò tạo thêm sang trọng cho chiếc đôi giày. Cuối cùng là phần mũ trên của đôi giày, được cấu tạo hai lớp da bề mặt rất mịn đẹp từ làn da bê nhập Italy và da bê lót độ mịn vừa phải nhập từ Nhật Bản, mềm mại, thoáng khí, không gây bí nhiệt khi đi hay ma sát. Với một lớp vải lưới trợ lực và lớp phom giấy cứng ở phần mũi và gót giày, hỗ trợ giữ dáng dài luôn phồng đẹp và bảo vệ bàn chân tốt hơn.